hello anh em, thì hôm nay mấy anh em ở dưới Lâm Đồng lên đây mua xe mình nha. Thì bây giờ hiện tại đang chạy thử trời mưa. Thôi thôi anh cho em giới thiệu cái đi. Cho giới thiệu luôn. Đây là cái cây bô độ trên chiếc xe. Bây giờ anh chạy thử xe. Mình tháo ra mình làm lại cổ riêng cho ảnh để ảnh ra tên đồ này nọ. Thì bây giờ thì mưa quá không mấy ảnh không về được thì mấy ảnh bút luôn bán tải mình. Bây giờ mình chọn đồ để mình chở mấy ảnh về. Đó thì anh em sẽ ngồi ở đây. Anh em sẽ ngồi ở đây, đó, mình chở mảnh về luôn đó. Rồi để mình nó sẽ ngồi ở đây. Để mình ngồi ở đây là để phụ để xuống xe đó, anh em. Rồi mình lái, rồi xong hết rồi đó. Rồi, xe sẽ lên đây. Lấy thang ra xuống xe nè. Chung có hai cái thang đẩy xe lên rồi ok anh em. Bây giờ sẽ là cái chuyến đi Lâm Đồng của mình, chuyến đi bất đắc dĩ nha anh em. Tại đúng ra là mấy ảnh có xe cửa giờ nhưng mà mưa quá là sẵn bán tải rồi, mấy ảnh bút luôn. Chi phí bán tải thì mỗi vợ chăn xe thôi. Anh về đẹp trai á, ngầu luôn. Xe đen người đen. Nhìn giống giang hồ á. Đó, mấy anh đóng phim giang hồ á. Thấy không? Anh ngầu không? Nhìn giống mấy anh đóng phim người trong da ao hồ á. Hồ Xuân Hương á. Rồi ok, giờ anh em mình dỡ xe lên nè, mình sẽ quay cái quá trình lên xe cho anh em coi. Lâu lâu quay cái clip anh em giao lưu anh em Sài Gòn với lại anh em Lâm Đồng nha anh em. Ở trên đó nhậu xuống rừng không anh? Đâu có, tôi rừng hết rồi. Đó thì cái bujin thì nó chỉ nổ vậy thôi đó anh. Bujin thì nó chỉ nổ vậy thôi. Đó nó nổ vậy thôi. Bô độ thì nó mới hầm hố. Bi ơi lên xe, Bi ơi. Anh em mà không có biển á, là công an dễ thổi anh em lại lắm nha. Alo. Dạ đúng rồi. Vận chuyển mà không có biển số xe là rất là dễ bị công an hỏi. Cho nên là phải để biển số xe nha anh em. Trơn nên là phải anh em phải đông biết bao giờ mới gặp lại nữa. Thì rồi bỏ này lên luôn rồi. Để trong đây nhá hả? Cái đó chắc trong xe luôn. Ừ, để trong xe luôn. Để ngoài đây lát ra mất cây mô nữa. Không đổi thừa em, xu cho mô quá. Để thang một bên hay hai bên nè Hưng.
Tới đây là sẽ có cái xích xích lại là xong rồi đó anh em. Là xong rồi, là cứng cáp rồi đó. Rồi ok anh em, bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyến đi Lâm Đồng. Đây quay ba anh em mình lúc lại nè đó. Và đây là anh hả? Đây là anh, đây là em, đó là ba anh em mình. Mình chụp tấm hình đi. Bây giờ vô clip bên lát mình lên Lâm Đồng á, cái ba anh em mình đứng chỗ nhà chụp tấm hình kỷ niệm. Rồi ok ha. Rồi xích lại là chặt là xong. Thì cái cảo này là cái cảo để chằn hàng anh em. Anh em nào mà muốn vận chuyển xe thì anh em mua cái này là chắc nhất, nó khỏi bị bung. Đó. Chằn hai bên lại là cứng. Giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu di chuyển lên Bảo Lộc. Đó. Qua đây, qua đây. Đầu di chuyển lên Bảo Lộc nha. Thì anh cứ ngủ một giấc đi, hai anh em cứ ngủ một giấc. Ủa trên đó anh có tập tạ mà tướng có đô rồi. Đâu? Có tập tạ. Nó tướng nào lấy đô rồi. Mập tự nhiên. Mập giá là có đô rồi. Rồi thôi giờ anh em mình không nói nhiều, anh em mình xuất phát. Rồi cuối cùng cũng tới Đà Lạt anh nha, 20 cây nữa là tới thành phố Đà Lạt. Đó anh em nào ở khu vực này không? Quá đuối luôn anh em, cái này chắc mình nằm trên xe mình ngủ một xíu rồi mình chạy về lại, đuối quá. Gỡ này ra đi, gỡ này ra. Rồi ok anh em. Đâu, vui vẻ rồi. Ồ, ói hả? Ói hay sao vậy? Em tưởng anh ói chứ. Rồi để mình xuống xe cái nha anh em. Mưa anh em, mưa lạnh lắm, lạnh teo luôn á. Đó giờ anh em mình tháo cái biển. Tháo cái biển rồi ảnh chạy về. Giờ anh chạy đường này vô hả? Mấy cây, 10 cây không? Tầm đó. Đường nó khó đi hay sao? Rồi cảm ơn anh. Cái này anh gửi mình tiền xăng nha anh em. Giờ chắc em tắt vô đây ngủ cứ rồi giờ luôn. Chứ em vô nhà ngủ nó bị ngủ giấc quá. Tắt vô nghỉ ngơi chứ. Phải như rảnh rồi em tắp vô nhà anh, em ngủ dắt luôn. Ngủ dắt là mai khỏi về. Đường ấy không hả, đường người ta mấy đổ đá đó. Dạ. Khó đi lắm. Sợ mình để xe nó gặp bàn được về chiếc xe luôn. Chạy là chạy sợ chiếc xe thôi chứ không sợ xe kia. Xe kia thì nó bào rồi, sợ chiếc xe phía sau mình. Rồi ok. Đây anh nha, còn gặp nhau dài dài rồi đó. Này lên TV. Rồi anh em mình giao lưu gặp nhau lại. Rồi. Khuya luôn á, giờ này khuya luôn á. Đề máy luôn anh, đề máy rồi xíu chạy luôn. Máy dọc về luôn. Dọc luôn cho nó nóng máy gì xíu. Coi thử còn số nha anh nè. Số bỏ số này. Rồi, bò cất tiếng ở Lâm Đồng. Lên xăng là 200 là lên mà gần không nửa bình. Rồi được đó anh. Rồi dạ rồi. Em ngủ xe em lo được mà anh đi không mà. Rồi sao anh chừng. Sắp đến khu đi từ chiều ngày hôm qua. Bây giờ đến sáng ngày hôm sau nè anh em. Anh em biết lý do tại sao mình bào về không nổi không? Thứ nhất á là khuya quá buồn ngủ. Thứ hai là đường nó quá mưa anh em. Nó mưa cực kỳ mưa luôn.
nó mưa mà đường đèo á nó bị xói mòn nữa, cho nên mình phải tắp vô là mình nghỉ ngơi xíu rồi mình giờ mới chạy về Sài Gòn khoảng 3 tiếng nữa mới tới Sài Gòn. Thì anh em thấy không, đi giao một chuyến xe gì á nó rất là cực luôn, mà mình mến anh em mình mới đi, mến quý anh em á đó. Rồi ok, xong clip này là mình chúc cho chủ xe có nhiều trải nghiệm tốt với lại chiếc xe mình bán ra ha. Rồi chúc anh làm ăn thuận lợi đó, nhiều sức khỏe nha anh. Mày mua tại vì anh mua xe này á, anh cái mua 650 đờ này á là anh coi YouTube của mình, anh cũng muốn anh em lên video để anh em gọi là có kỷ niệm mua chiếc xe đầu tiên của ảnh đó. Đó thì mình có những lời chúc, mình chúc ảnh, chúc anh nhiều sức khỏe đó. Bây giờ tụi em phải bào về nè đó, anh cũng thấy giờ là chưa tới nhà đó, từ hôm qua đi với ảnh là từ 5 giờ mưa từ ngày chiều hôm qua đến sáng luôn, gần sáng rồi đúng không, mưa liên tục luôn em. Có những khúc mà mưa quá sương mù á mình phải dừng lại không đi được đó. Rồi ok, anh em nhớ bấm like và subscribe cho kênh YouTube Mô Tô của Minh Biker nha anh em, sẽ đem đến cho anh em nhiều chiếc xe và nhiều chuyến đi thú vị. Đó, anh quay ra trời đi, đây là ở đây đang ở địa phận Xuân Lộc đâu, Hàm Tân chứ, đây ở đây Hàm Tân gì đó. Rồi ok anh em nha, chúc toàn thể anh em YouTube một nhiều sức khỏe nha.